Mới đây, kính viễn vọng Hubble đã chụp ảnh sao chổi lớn nhất từ được ghi nhận, giúp các nhà thiên văn học tính toán kích thước khổng lồ của nó. Nhân của ngôi sao chổi, cấu trúc bằng băng không bao gồm phần đuôi, có đường kính là 129 km và nặng khoảng 500.000 tỷ tấn. Sao chổi lạnh này có tên là C2014UN271 hay còn gọi là Bernardinelli Bernstein. Vật thể được phát hiện vào năm 2010, tuy nhiên mãi tới gần đây thì các nhà nghiên cứu mới có thể xác định chính xác kích thước của nó. Nguyên nhân một phần là do sao chổi này cách trái đất khoảng 3,2 tỷ km, xa hơn sao Thiên Vương. Một phần là do nó bị bao phủ bởi lớp vỏ khí và bụi tạo thành vệt đuôi đặc trưng. C-2014 UN-271 đang chậm rãi bay về phía mặt trời nhưng không gây nguy hiểm cho trái đất. Trên thực tế, các nhà thiên văn học dự đoán nó sẽ không đến gần hành tinh của chúng ta hơn sao thổ vào năm 2031. Và một ngày nào đó thì ngôi sao chổi sẽ bay xa khỏi mặt trời và không bắt đầu hành trình trở về cho tới khi đạt được khoảng nửa năm ánh sáng. Tổng cộng C2014 UN271 đã mất 3 triệu năm để hoàn thành quỹ đạo xoay quanh mặt trời.